Dạ, xin chào các anh chị nhà đầu tư. Trong video này thì em sẽ phân tích qua về mã cổ phiếu APH. Hiện tại thì em đang xem đồ thị của mã APH với khung thời gian là 1 giờ. Và khi mà kết thúc phiên giao dịch ngày 11 tháng 7 thì hiện tại APH nó đang đóng đến là từ giá là 8.94. Và ở thời khoảng thời gian gần nhất của chúng ta thì cái đường kẻ chéo màu vàng này nó chính là cái vùng đường đường hỗ trợ cản gần nhất của chúng ta. Tuy nhiên thì khi mà ở trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì em đang xem với cái khung thời gian là 15 phút. Do vậy là khi mà nó phá vỡ cái vùng trendline này và xuất hiện những cái lực mua này thì do vậy là ngày hôm qua thì em có khuyến nghị khách hàng là mua APH với giá là 8.90, còn tầm quanh là 8.90. Và hiện tại thì cá nhân em đánh giá rằng là khi mà nó phá vỡ cái đường trendline này rồi và nó tạo ra những khi mà nó về từ vùng hỗ trợ còn tầm 8.7 này mà nó vẫn chưa bị áp lực bán qua và tạo lên một cái cấu trúc tăng thì hiện tại thì em đánh giá rằng là cái mã APH vẫn còn là một sự tích cực. Vậy thì cái vùng nếu như trong trường hợp ngày hôm nay mà APH nó tăng lên đi thì mình sẽ có khả năng là mục tiêu chốt lời của mình nó vẫn khoảng tầm từ 9.2 đến khoảng tầm vượt lên 9.6. Do vậy thì nếu như mà các anh chị nào đang nắm giữ hoặc là mua mới APH thì vẫn có thể yên tâm rằng là coi mục tích cực khi mà em khuyến nghị mã APH thì là mua quanh 8.9 thì cái vùng cắt lỗ hiện tại em đặt để cho khách hàng là 8.55, khoảng tầm âm 1%, và mục tiêu chốt lời của mình sẽ lên khoảng tầm là 9.6 thì khả năng là chúng ta sẽ có một cái vùng tỷ lệ là lỗ và lãi là tương đối đẹp. Do vậy thì nếu như mà các anh chị nào đang nắm giữ APH thì vẫn có thể yên tâm nhanh các anh chị nhé.